Phù thủy thời không và lốc xoáy kinh hoàng là hai bộ trang phục anime Nhật Bản bậc 3S của vị tướng Krixi. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau so sánh hiệu ứng của hai bộ trang phục này. Lưu ý do bộ trang phục phù thủy ra sau, vậy nên chúng ta có nhiều hiệu ứng đặc biệt hơn, ví dụ như ảnh động 3D ly tâm, có ảnh động khi loát trận, có thêm hiệu ứng thông báo hạ gục, thay đổi nút bấm và nhiều hành động ở trong game rất là đẹp. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau so sánh hiệu ứng của hai bộ trang phục này và các bạn thích bộ trang phục nào hơn thì hãy bình luận ở bên dưới nhé. Đừng quên thả tim và follow kênh của mình nha. アホよりも強力だわ。 Our middle lane tower is under attack. Toki no shiro ni atarashiki majo ga yatte kite, aratana bouken no maku ga aketa wa.